Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 4 tháng 11, thành phố Châu Đốc ghi nhận 60 ca mắc mới. Trong cộng đồng 60, 15 trường hợp thuộc phường Châu Phú A, 3 trường hợp tại khóm 3, 2 trường hợp tại khóm 1, 5 trường hợp tại khóm 5, 1 trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh, 4 trường hợp tại khóm Châu Thạnh, 11 trường hợp thuộc phường Châu Phú B, 3 trường hợp tại khóm Châu Long 7, 5 trường hợp tại khóm Châu Thới, 2 trường hợp tại khóm Châu Quế 3, 1 trường hợp tại khóm Châu Long 5. 8 trường hợp thuộc phương Vĩnh Quân, 6 trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh 3, 2 trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh 2, 7 trường hợp tại ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, 3 trường hợp tại ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, 8 trường hợp thuộc phương núi Sam, 3 trường hợp tại khóm Vĩnh Đông 2, 1 trường hợp tại khóm Vĩnh Tây 2, 1 trường hợp tại khóm Vĩnh Phước 1, 1 trường hợp tại khóm Vĩnh Phước, 1 trường hợp tại khóm Vĩnh Đông, 1 trường hợp tại khóm Vĩnh Tây 3. Một trường hợp tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán cá tại chợ Châu Đốc. Bốn trường hợp thuộc huyện Châu Phú, một trường hợp tại địa chỉ xã Mỹ Đức, ba trường hợp tại địa chỉ xã Khánh Hòa, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán cá tại chợ Châu Đốc. Ba trường hợp tại địa chỉ xã Đa Phước, huyện An Phú, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán cá tại chợ Châu Đốc. Đến nay, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tính từ đầu đợt dịch là 861 ca, trong đó tái dân tính là 8, khỏi bệnh 414, tử vong 15. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 432, trong đó có 60 F0 mới và 106 F0 được điều trị tại nhà. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 8, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 35 F0. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân còn điều trị 12 F0 của quyện Phú Tân, 3 F0 của quyện Chợ Mới, 1 F0 của quyện Tri Tôn, 5 F0 của quyện Châu Phú, 1 F0 của quyện Tịnh Biên. Trung tâm y tế cơ sở điều trị chính, thực tế 10 người do có một trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Mẫu giáo Anh Đào 50, thực tế 55 người do có năm trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó 6 trẻ em. Trường tiểu học A Dĩnh Quân 39, thực tế 43 người do có bốn trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 125, 6 trẻ em cách ly tập trung quản lý 511 người. 4.129 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 1.181 người và 4.381 người hoàn thành cách ly tại nhà. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.